Xin các bạn, chúng ta mình hiện tại là chiếc Redmi Note 12 nha các bạn nhá. Máy chưa đến 4 triệu. Vâng, chưa đến 4 triệu chúng ta sẽ được một chiếc máy có hình cam như này nhá. Snapdragon 4x2, RAM là 6GB, bộ trong 128, màn hình là 90Hz, Full HD, pin là 5000, đó, có sạc nhanh 18W các bạn nhá. Full box máy mới. Bên mình hiện tại đang bán chiếc máy này với giá chưa đến 4 triệu đâu. Các bạn vào đây mình cho xem nhá, bên trong xem là như thế nào. Đây các bạn này. Đây là chiếc Redmi Note 12R có 5G nha. Đây là phiên bản quốc nội địa của phiên bản Redmi Note 12 5G ấy. Bây giờ mình sẽ mở hộp nha. RAM là 6GB, bộ trong 128 này, giá máy chưa đến 4 triệu các bạn ạ. Rất là rẻ luôn, chưa đến 4 triệu nha. Đây. Chiếc máy này thì mình đã bóc ra mình quay phim rồi nên là cái hộp túi nó hơi nhăn tí thôi. Đó, các bạn nhìn nha, rất là đẹp nhá. Lưng kính luôn. Đó, các bạn nhìn này. Gõ như này thôi nhưng mà nó vỡ như kính ấy. Đó, sạc taxi nhá. Đó, sạc taxi này. Đó, có hồng ngoại đầy đủ. Chân tai nghe 3.5. Đó, chiếc máy này thì chip là Snapdragon 4 Gen 2, RAM là 6GB, bộ trong 128 các bạn nhá. Thì theo máy nó vẫn ôm lưng nhá. Nó không giống như Redmi Note 12 là Redmi Note 12 là rẻ tiền, nó không ôm lưng nhá. Mình vẫn tặng theo ôm lưng cho các bạn này. Đó, à, hãng vẫn tặng theo ôm lưng cho các bạn này. Đó, sạc là 18W thôi. Đó, nhưng mà cũng là sạc nhanh chứ không phải là sạc chậm nhá. Đây các bạn nhìn nhá. Rất là đẹp này. Đó, màn hình này là màn hình Full HD mà 90Hz, chúng ta chơi game hay cái gì đó thoải mái. Thế là các bạn nào đang lựa chọn cái máy nào mà mức dưới 4 triệu mà có hình có RAM 6GB, các bạn lên chọn sản phẩm này nhé. Sản phẩm này thì cũng mất một tuần để chúng ta cài tiếng Việt. Đó, thế nên là nó không sao cả, nhưng mà khi cài xong chúng rất là ngon nhá. Mức giá rất là rẻ rồi bởi vì nó có 5G mà lại còn cả 4G, lại còn cả có hình cao nữa. Đó, để mua sản phẩm này thì các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể lên website bên mình là msm.vn để các bạn chọn mua, có thể trả góp được luôn nhá. Đó, mua trực tiếp thì các bạn có thể qua 170 lấy chai nhá.